Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stop. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay và nên đến cùng ta là một phiên đạp tương đối sâu và từng thể phân tích kỹ thuật được gọi là sách O3, cụ thể vừa đi giảm 13,43 điểm so phiên trước và đóng cửa mức 1.114,20 điểm, giá trị giao dịch ở mức trung bình 18.447,88 tỷ và đang thiếu tố phân hóa dòng tiền khá rệt. Nhìn chung ở hiện tại thì chúng ta trong ngắn hạn vẫn là xu tăng khi mà đáy sao cao như trước, và khi chúng ta tích lũy thiếu tố rũ bỏ xảy ra là việc hết sức bình thường, và trong quá trình tích lũy thường xảy ra từ 2 đến 3 nhịp rũ bỏ thì chúng ta mới bắt đầu lên đường. Thành sẽ ví dụ cho tư dễ anh dung, ví dụ như cái nhịp tích lũy trước thì chị thấy đây này, nhịp rũ bỏ đầu tiên, nhịp rũ bỏ thứ hai, nhịp rũ bỏ thứ ba, thì sau đó chị thấy mới bắt đầu cho một cái phiên bùng nổ đi lên. Và chị thấy tổ chức họ làm những tâm lý khá hay, ví dụ như đây họ tạo ra những phiên gì tích cung sáu gãy, tích cung sáu gãy, nhưng lúc ấy nó tích cung thật thì sao lại không dám ra, thì lúc đó nó tăng trong sự suy nghi ngờ nhà tư mình. Hay đoạn này cũng tương tự như vậy này, trước khi đi lên đây cũng là gì ạ, đây là cái vùng tích lũy và sideway, và khi nó bùng nổi lên chị thấy đi, nó không phải xuất hiện bao nhiêu nhịp rũ, ví dụ đây này một nhịp rũ này, đây nhịp rũ số 2 này, thì sau đó tích cung này thì chị thấy bật tăng này, và khi nó hở gáp bật tăng thì chị thấy là tiếp tục xây thêm cái nền, và trong cái nền này nó vẫn có nhịp rũ bỏ, thì đây nhịp rũ bỏ một này, nhịp rũ bỏ số 2, thì sau đó chị thấy mới bật tăng được. Họ ở đâu nữa ạ? À? Họ ở đây này, nó cũng tương tự như vậy này. Ví dụ như ở đây này, nó cân bằng sideways đi, nó cũng phải trải qua bao nhiêu nhịp rũ bỏ. Thì đây là nhịp 1 này, đây là nhịp 2 này, thì sau đó mới có quá trình chạy rút. Và anh chị nhìn qua giai đoạn nào nữa ạ? À? Qua giai đoạn này đi. Ở đây như thế này, nó cũng phải có hai phiên sell nền. Ví dụ đây này, phiên sell out nền đầu tiên, thì đây như thế này, nó lại tiếp tục đạp xuống rút chân này, thì sau đó mới bắt đầu một quá trình đi lên được. Và là đoạn này, anh chị thấy đi, khi nó xây nền đây, nó cũng phải tạo ra bao nhiêu cái quá trình rũ bỏ. Một nhịp rũ bỏ này, hai nhịp rũ bỏ thì bắt đầu mới đi lên được. Thường thường trong cái nền của nó tạo ra khoảng ít nhất khoảng 2 đến 3 nhịp rũ bỏ mới bắt đầu đi lên. Hoặc cái nền này này nó tạo ra bao nhiêu lần rũ bỏ, một lần này, hai lần này, lần số 3 là cái nhịp rũ mạnh nhất này, tạo ra tâm lý cho tư mình tưởng chừng ấy thì chúng ta nó gãy trend và nó bắt đầu nó rơi vào đầu trend, nhưng thực chất chị thấy rũ xong cái thì chị thấy là nó giật lên liên tục, tại vì đoạn này này chủ yếu tổ chức họ hấp thụ lại lượng cung hàng vô tư chán nản và sợ hãi thì chúng ta bán ra, thì sau đó bắt đầu một quá trình tăng được. Ở nhịp này chị thấy đi, nó tích lũy và sideways này, trước khi nó xuất hiện một phiên bùng nổ lên thì đang cũng trải qua nhịp nhịp rũ một, nhịp rũ này, hai nhịp rũ này, đúng vậy, thì sau đó chị thấy cân bằng này mới đi lên này, sau đó lại tiếp tục tích lũy cái nền này, nó cũng phải tạo ra bao nhiêu nhịp rũ nữa này, một nhịp này, hai nhịp này, tết cung mới đi lên này, nó luôn là như vậy. Hoặc ở đây chị thấy đi, nó cũng phải trải qua bao nhiêu nhịp rũ, ở đây chị thấy cũng trải qua đâu khoảng là một nhịp này, hai nhịp rũ này mới bắt đầu đi lên. Còn ở đây nó như thế nào, nó cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ ở đây như thế này, nó sẽ hiện bao nhiêu nhịp rũ, đây cũng là một nhịp rũ này, đây nhịp rũ số 2 này, thủng hết đường MA này, tưởng chừng nó rơi tiếp thì sau đó bắt đầu lại như thế nào, nó lại đi lên. Nên trong quá trình lên của thị trường thì những cái nhịp rũ xảy ra, những nhịp rũ cần thiết để cho tư mình tưởng chừng thì chúng ta nó sẽ rơi tiếp, nhưng không, sau đó sẽ cân bằng trở lại thì sẽ tiếp tục nó đi lên. Và cái quá trình rũ bỏ đó là những quá trình rũ bỏ những cái nhà đầu tư nào mình đang có những cái trạng thái cầm hàng nhiều cũng như cái sợ mất lãi, và những cái nhà đầu tư nào mình đang có những trạng thái kẹp hàng đây này cũng lo lắng là thật sự chúng ta giảm tiếp bán ra thì đó tổ chức họ mới hấp thụ vùng giá thấp được, và thì chúng ta thường trải qua 2 đến 3 nhịp rũ thì bắt đầu đi lên. Thì đối với ở đây nó là cái nhịp rũ ở số 2, khả năng ấy trong thời gian sắp tới nó có thể là nhúng nhẹ về vùng lắp gáp đâu khoảng là 1005, rồi sau đó là tiếp tục cân bằng, rồi sau đó sẽ đi lên, hoặc là nó sẽ có nhịp rũ nữa, thêm một nhịp rũ nữa, rồi sau đó mới bắt đầu đi lên. Hình chung total lại hiện tại trendline trong ngắn hạn vẫn trendline tăng, và nó tích lũy để đi lên chứ không phải là tích lũy để gãy hoặc nó thủng vùng giá đâu khoảng là 1.070, thì đối với em thì ở đây nó sẽ không thủng được mà nó sẽ tiếp tục tích lũy và sideways đi lên trong cái thời gian sắp tới. Và tại vì sao nói như thế, thực chất thì chúng ta nó đã có một phiên xác nhận bùng nổ đà rồi, phiên này là một phiên gì ạ, đảo chiều xu thế từ cái xu thế gì ạ, một cái xu thế giảm sang xu thế tăng, và khi chúng ta bước vào xu thế tăng ấy, chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu chính, và trong những nhịp điều chỉnh xảy ra thì những lúc đó là lúc không phải chúng ta hoảng loạn, mà lúc đó là lúc chúng ta tìm những siêu cổ phiếu để chúng ta đầu tư. Ví dụ anh chị thấy đây, những cái nhịp điều chỉnh này này, cổ phiếu nào nó bước vào một cái trend tăng chính đó của HAG á, anh chị nhìn luôn HAG này, đúng giờ siêu cổ phiếu nó xuất hiện này trong lúc thị trường điều chỉnh này, đúng không ạ? Và khi anh chị nhìn vào cổ phiếu đi, thực chất anh chị thấy này, tìm được những cơ hội đầu tư khá nhiều, trong lúc đó thì chúng ta vẫn xoay qua, nhưng mã phiếu này lên đâu khoảng 20-30%, và mình sẽ ví dụ cho tư để mình dễ anh dùng. Ví dụ như nhịp nào nữa, ví dụ như trong cái nhịp nhịp đạp gần đây đi, ví dụ như những cái nhịp đạp này anh chị thấy này, những nhịp điều chỉnh này xảy ra này, đó là gì vậy, những cái siêu phẩm như con FTS này, đang chỉ thế này, FTS này dừng chỉnh, nó không chỉnh này, lúc chuẩn mực tăng sao à? Nó vào sóng chính, đúng không ạ? Rồi cũng BSI nó cũng xuất hiện được những cái trạng thái sức mạnh của nó khi chuẩn điều chỉnh mà nó không chỉnh, đang chỉ thế này, đạp này, con này không chỉnh lúc chuẩn mực tăng sao, nó bước vào một con sóng sóng mới, đúng không ạ?
Rồi anh chị nhìn qua những cái lúc nào nữa ạ? Nhìn qua giai đoạn phía trước đi, ví dụ như cái giai đoạn nào? Ví dụ như giai đoạn này này. Đoạn này này sóng nào? Đó là sóng gì anh chị? Nó giảm từ 1.500 về vùng giá nhiêu ạ? 1.413, giảm gần 100 điểm. Dòng gì vào sóng bán lẻ FRT này anh chị nhìn qua này. Một con sóng mới này, thị trường chỉnh nó không chỉnh này là lúc gì ạ? À? Cổ phiếu và siêu cổ phiếu mạnh nó xuất hiện. Đúng vậy, thị trường bắt đầu đi sideways nhưng con này này tăng bao nhiêu trăm? Gần 200%. Rồi anh chị thấy cái đoạn này nó điều chỉnh thêm nhiều nữa này. Dòng gì xuất hiện? Đó là dòng bất động sản HDC này, siêu phẩm này. Đoạn trước đánh HDC này, đây điều chỉnh đâu khoảng là gần bao nhiêu điểm à? Gần 200 điểm ấy. Mà HDC có điều chỉnh đâu, nó dùng tăng sao? Nó vào sóng chính. Rồi anh chị thấy đoạn này cũng là siêu phẩm DG xuất hiện này. Cái lúc thị trường điều chỉnh là lúc chúng ta chọn cổ phiếu mạnh để chúng ta đầu tư. Đúng mà, chứ không phải là lúc chúng ta lo lắng thị trường. Và bây giờ chúng ta đã xác định được ở thị trường ta là thị trường tích lũy đi lên chứ không phải là đi xuống. Nên chúng ta cứ nhìn vào những nhịp điều chỉnh, đó là cơ hội chúng ta được tìm được những mã phiếu mạnh để chúng ta tham gia. Hoặc là giai đoạn gần đây nữa đây, ví dụ như đoạn này anh chị thấy đi. Đoạn này xuất hiện nhiều điều chỉnh này, sóng tổng thể là dòng dòng gì? Dòng chứng khoán và dòng ngân hàng. Đúng không ạ? Hoặc đoạn này cũng là cái dòng chứng khoán, ngân hàng và thép này, nó đi lên này, các chị có thể kiểm nghiệm lại trong quá trình thì chúng ta rũ bỏ và đi lên thì xem ấy, những cái quá trình điều chỉnh này cổ phiếu nào không chỉnh thì cổ phiếu đó sẽ là cổ phiếu mạnh. Nên bây giờ em xác định rằng thì chúng ta nó đang quá trình tích lũy để đi lên, nên đoạn này em sẽ tập trung cổ phiếu nhiều hơn chứ em sẽ không tích quá nhiều vào cái VN Index nữa, tại vì bản chất đoạn này nó tích lũy và rũ bỏ thôi, nó cứ đi lên đi xuống đi lên đi xuống, mà chúng ta cứ mua mua bán trong này theo hết nhà đầu tư mà đấy thấy thì chúng ta đi ngang, nhưng mà gì cái tài khoản ta sẽ đeo lại, tại vì nhà đầu tư thấy lên cao này bắt đầu mua nhưng đạp xuống sau đem ra lỗ, cứ lên trên mua đạp xuống đem ra cắt lỗ, mặc dù chúng ta không tăng không chỉnh nhưng mà nhà đầu tư mình cứ mua mua bán trong cái biên đó thì sao ạ? Thì hầu như cái tài khoản bị teo là như vậy. Thì chúng ta nó có ba xu hướng tăng giảm và đi ngang, và trong cái biên đi ngang là cái biên nhà đầu tư mình dễ bị mất tiền nhất, ví dụ đây nó tăng lên cao này lại FOMO đạp về đây lại cắt lỗ là một dòng, rồi lại tiếp tục lên đây này lại bắt đầu FOMO đạp xuống cắt lỗ, lên đây mua xuống cắt lỗ, mình chỉ thấy rõ ràng thị trường đi ngang nè, không lên không xuống mà đầu tư cứ mua mua bán trong đó, thì rõ ràng rằng cái tài khoản đầu tư mình bị teo là do như vậy. Nó nói em mua được cổ phiếu mạnh trong đoạn này thì cứ nắm giữ rồi chờ đợi cái tín hiệu chúng ta kéo lên, chúng ta sẽ canh cơ cấu trong quá trình đi lên của nó. Vào này đối với em thì em đánh giá rằng có thể cược được rồi, khi mà có rất nhiều cái tín hiệu tích cực đến từ thị trường, khi mà tiền nó vào trụ cũng như là những cái mã cổ phiếu ấy nó cũng thay phiên nhau nó vượt đỉnh, và các mã cổ phiếu mà nó ở biên trên ấy cũng đang tích lũy trở lại và vol nó cũng đang hẹp dần, thì bây giờ em sẽ tập trung cổ phiếu nhiều hơn. Còn view em hiện tại thì nó vẫn đi lên, ví dụ ngày mai nó có đạp về đây đi 1.105 gì đó thì cũng sẽ cân bằng, nó sẽ cân bằng ở vùng giá khoảng là 1.130 thêm vài phiên nữa. Rồi tiếp tục sẽ phân tích vào cổ phiếu này, đi qua một vài dòng đi, ví dụ như anh chị nói hiện tại đi dòng dòng thép nó xấu đúng chưa, nhưng thực chất anh chị thấy rõ ràng rằng HPG này đoạn này nổ vol, nhưng mà khi nổ vol như thế nó tạo ra một cái phiên gọi là dòng tiền lớn mà nó sắp wash out như thế này này, thì anh chị thấy rõ ràng nó phải cần quay lại test lại cái gì cái phiên dòng tiền lớn này luôn luôn như vậy. Tại vì đáy nó tạo ra với một cái thanh khoản lớn thì phải luôn luôn có những cái nhịp quay lại test với cái thanh khoản lớn đó, là cái phiên đó. Em sẽ ví dụ cho tư mình dễ anh dùng. Ví dụ ở đâu nó xuất hiện những cái thanh khoản lớn. Ví dụ như anh chị thấy đây, khi mà xuất hiện những cái thanh khoản lớn thì nó sẽ luôn luôn có những cái nhịp retest. Giai đoạn phía trước đi, nó sẽ dễ hình dung hơn. Ví dụ như đoạn nào ạ? Ví dụ như anh chị thấy đoạn này này. Nó tạo ra những gì ạ? Tạo ra những cái thanh khoản lớn, đúng gì ạ? Khớp lệnh lớn này. Cái này mới là khớp lệnh lớn này, sau đó anh chị thấy đạp khớp lệnh lớn này thì sau đó như thế này cân bằng này. Xong bắt đầu đi lên, nhưng mà khi đi lên thì thế này nó sẽ luôn luôn có những nhịp gì ạ? Nó nhịp, có nhịp quay lại retest gì ạ? Những cái vùng qua đáy trước, sau đó nó bật tăng. Tôi thường phải quay lại test đáy mới bật tăng được. Hoặc là anh chị thế này, khớp lệnh với những thanh khoản lớn này. Và bắt đầu này, trong quá trình lên nó cũng phải có những nhịp gì ạ? Quay lại retest này mới bắt đầu đi lên được. Thì đây nó gặp lại gì ạ? Gặp lại cản. Và nó tạo ra những cái cây thanh khoản lớn. Thì ở đây nó quay lại retest những cái cây thanh khoản lớn, đó là việc bình thường. Thì nhìn chung ở đây nó gặp lại cản thì sẽ cần hấp lượng cung vô tư kẹp hàng ra này. Nhà tư đang có lại bán ra này thì sau đó mới bắt đầu đã tăng được. Còn đối với em thì ở đây nhà tư mình có cắm giữ, còn đối với em thì điểm mua mới thì chúng ta phải chờ đợi một cái giai đoạn siết biên và cân bằng trở lại thì chúng ta mới có điểm mua mới được. Còn bây giờ cứ chờ đợi tim, tại vì biên của nó hơi lỏng thì sẽ chưa lên ngay, biên của nó sẽ chặt mới lên được, chứ mà biên của nó lỏng thì nó phải cần một quá trình siết biên trở lại. HSG cũng tương tự như vậy thôi, ví dụ đây nó tạo ra một cái vùng đáy và anh chị thấy này nó chưa có quá trình quay tới đáy, thì đây nó phải quay tới đáy mới bắt đầu tăng, nó luôn luôn như vậy chứ sẽ không tăng luôn. Em ví dụ cho tư để mình dễ anh dung này, ví dụ như ở đây này nó tạo ra cái đáy một này đúng không ạ, và ở đây chị thấy này nó đang khớp lệnh thanh khoản lớn và dao động lỏng lẻo, khi đi lên này nó cũng phải có một cái nhịp quay lại test đáy của nó, thì sau đó chị thấy bắt đầu đi lên chứ không phải đi lên luôn. Và ở đây chị thấy đây nó tạo ra đáy một này, mặc dù có thể tăng lên gặp lại cản nhưng sau nó cũng phải quay lại test đáy một cái nó bật tăng lên được, nó phải quay lại retest hai đáy một tăng. Và ở đây này test đáy một này tăng lên này, thanh khoản lớn này nó phải đạt cái tạo ra đáy hai,
Đúng vậy, và sau đó bật tăng lên này, nó phải tạo ra biên tích lũy và sideways mới lên được. Tại vì khi khớp lệnh thanh khoản lớn thì phải cần cái biên tích lũy và sideways siết chặt lại mới bật tăng. Thì đối với em ở đoạn này nó quay lại test đáy bình thường. Còn điểm mua mới thì phải chờ đợi nó test thành công, cân bằng lên tới có điểm mua. Chứ bây giờ chúng ta sẽ chưa mua khi mà nó đang trong cái thế đi xuống trong ngắn hạn. Còn trên like trong trung hạn và dài hạn của nó thì nó vẫn ở trên like tăng chứ nó cũng không có gì quá xấu. Đối với em thì ở đây nó sẽ cần test lũy lại thêm. Nam Kim nó cũng tương tự như vậy này, ở đây nó tạo ra cái đáy này thì khả năng sẽ quay lại retest cái đáy này này. Thì nhà tư là mình có cái nắm giữ, còn điểm mua mới chưa có, tại vì nó đi lên luôn luôn phải quay lại test đáy. Ví dụ ở đây nó tạo ra cái đáy này thì sau đó anh chị thấy này, nó phải quay lại test đáy này, hoặc là anh chị thấy tạo ra một cái đáy này thì ở đây anh chị thấy này cũng phải có quá trình quay lại test đáy này, sau đó bật tăng được thì đây tạo ra cái đáy thì không phải cần quay lại test đáy. Còn nói em ở đây nó phải cần test đáy cân bằng thêm chúng ta có điểm mua. Còn bây giờ nó đang trong quá trình gọi là rũ bỏ để có thể test đáy, chúng ta sẽ chờ cái nhịp test đáy phía sau chúng ta mới mua, đó sẽ an toàn hơn so với việc mà chúng ta mua ở đây, tại vì chúng ta đâu biết nó rơi về đâu đâu. Ví dụ anh chị thấy đang rơi cái này vào mua đi, hàng về sợ cắt lỗ, họ đang rơi như này hàng mua đi hàng về cắt lỗ, nhưng anh chị thấy đi test đáy này, đáy một này, test đáy hai thành công này, đúng giờ rồi sau đó là dòng tiền vào này, thì những điểm tích cung ở phía sau là điểm mua, nó sẽ an toàn hơn so với chúng ta mua trong cái đà giảm của nó. Chúng ta phải chờ đợi nó tích lũy và sideways lại thêm chúng ta mới mua. Còn đó em hiện tại thì nó vẫn đang trong cái đà tăng về trung và dài hạn, trên line này vẫn là trên line tăng chứ ai nói trên line này trên line giảm đó anh chị, đúng không ạ? Tiếp tục là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì đối với em thì hiện tại nó đang ở cái giai đoạn gọi là phân phối nhưng mà nó chưa đủ nhịp đâu, nên đó em hiện tại nó chỉ là những nhịp rũ bỏ rồi sau đó lại tiếp tục đi lên. Tại vì đoạn này tổ chức họ muốn bán cũng sẽ rất khó để bán cho đầu tư, tại vì như thấy cái phiên này này nó bán đạp vốn lớn nhưng mà ra tin tức gì ạ, trì hoãn KX thì ai ở đây ai cũng biết, thì sau đó nhà đầu tư cá nhân bán rất là chính chứ tổ chức họ bán sao bán kịp nhà đầu tư cá nhân. Tại vì một cái thị trường chúng ta nó đang bắt đầu từ vùng đáy đi lên và vừa trải qua một cái giai đoạn giảm cực kỳ mạnh từ 1253 về vùng giá 1220 và giảm đâu khoảng gần 200 mấy điểm như thế, thì nhà đầu tư mình sẽ rất nhạy cảm với những tin tức và đem lượng hàng ra bán, thì ở đây này tổ chức làm sao bán ra được. Nên đối với em ở đây tổ chức họ vẫn chưa phân phối ra hết lượng hàng mà nó phải cần những nhịp kéo lên để có thể phân phối ra được lượng hàng. Tại vì chỉ biết rằng ấy, một cái mã cổ phiếu thường thường ấy nếu mà nó muốn giảm thì nó phải trải qua hai nhịp giảm giả thì sau đó mới bắt đầu xuất hiện một nhịp giảm thật. Anh chị có thể kiểm nghiệm lại đi, ví dụ như ở đâu, ví dụ ở đây, đây là một nhịp giảm giả, hai nhịp giảm giả, nhịp thứ ba mới là nhịp giảm thật. Thì cái nhịp số 3 anh chị thấy nó phải kéo FOMO lên như thế này thì sau đó nhà đầu tư cá nhân mua vào tổ chức họ mới phân phối hàng ra. Chứ anh chị thấy những lúc mà nhà đầu tư vẫn còn nhạy cảm, chưa gì ạ, chưa gọi là chưa có dám gọi là tham gia thì bán ra ai là người người, người mua vào, và sau mà tổ chức họ bán ra lượng hàng nên phải có một nhịp kéo FOMO lên như thế này này mới bắt đầu nó rơi. Họ đang như thế này, một nhịp giả, hai nhịp giả, nhịp số 3 nó kéo lên đạp xuống mới là nhịp thật. Còn đang chỉ điểm đi nó chưa đủ nhịp đâu, ở đây mới một nhịp này, đây mới nhịp số 2 này. Ví dụ ngày mai đạp tới đây thì cũng sẽ hồi lên thôi, anh chị cứ yên tâm, nó phải quay lên lớp gáp ấy, nó kéo lên đây này, nhà đầu tư FOMO trên đây này, bắt đầu này tổ chức họ mới bán ra được. Nên đối với em nhà đầu tư mình có cắm giữ, mua mới thì canh đặt về đâu khoảng giá khoảng 20 này mua, chờ lên lớp gáp để chúng ta bán. Thị trường ta này ấy, khi mà nó bắt đầu nó tạo ra trạng thái rủi thì lúc đó chúng ta mua nó sẽ ok nhất, còn khi mà tạo ra hưng phấn thì sao thì chúng ta hãy bán ra. Tại vì đoạn này cái đoạn sideways nên nhà đầu tư mình phải biết rằng là ở mua trong những giá đỏ và bán khi nó xanh chứ đừng có làm ngược lại. Ví dụ ở đây đây mua thì mua tích công này, lên đây thì canh bán chứ đừng có thấy ở lên đây cái mua rồi về đây canh bán thì nó sẽ ngược so với cái bản chất của vùng tích lũy và sideways. Mà đầu tư cứ mua mua trên đâu ạ, à? Mua trên đỉnh rồi bán dưới đáy thì hàng nó sẽ theo hết cả khoảng. Nên đối với em ở đây là những nhịp chỉnh ta cứ canh mua đi, đúng giờ rồi chúng ta đặt stop loss dưới cái nền này này khá an toàn, và chúng ta chờ những cái nhịp nổ lên để chúng ta bán thì nó sẽ hợp lý hơn so với việc là chúng ta canh bán thì thị trường chúng ta sẽ có cái trạng thái nó rũ bỏ. Nên quan điểm hiện tại xác định được thị trường sẽ quay thì cái canh mua đỏ và bán xanh chứ đừng có làm ngược lại. Tích công mua nổ lên thì canh bán chứ không phải là lên đây mua rồi về đây canh bán, thì nó sẽ ngược với phương pháp trong cái giai đoạn gọi tích lũy và sẽ quay. Nên canh chỉnh đỏ có thể mua được và chờ cái nhịp lắp gáp và cái nhịp dụ cầu vào, lúc đó chúng ta mới bán ra nó sẽ hợp lý hơn. Rồi VCI tương tự thôi, ở đây một nhịp giả, hai nhịp giả, đây nó giảm đi, nó giảm về lắp gáp đi, ngày mai kiểu gì cũng sẽ bật tăng lại thôi. Về quanh gáp này này, sắp quanh gáp này, hoặc là về giá đâu khoảng là MA50 nó sẽ tự động bật tăng lên thôi. Mà phiếu này phải lên giá khoảng là 46 47 gì đó mới rơi. Anh chị thấy đây, nó rơi nó phải ba nhịp nó mới rơi. Ví dụ đây này, một nhịp giả này, hai nhịp giả này, nhịp số 3 là nhịp thật. Một giả này, hai giả, nhịp số 3 là nhịp thật. Một giả, hai giả, nhịp số 3 nhịp thật, nó phải có nhịp kéo lên nữa. Nên đối với em ở đây này, ra mới ra ra tức xấu nhờ ở đây nhà đầu tư mình vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn sợ lắm. Thế đây nhịp giả, đây thêm nhịp giả nữa thì ở đây này nó sẽ kéo lên lắp gáp này, FOMO trên đây này, tổ chức không phải bán. Nếu tôi có nắm giữ này, mua mới thì canh đạp về đâu ạ? À? Đạp về dốc khoảng MA50 này mua, đặt stop loss đâu khoảng dốc khoảng 389 gì đó, chờ nhịp bán đây này lên đây để ta bán, đánh từ cộng thì khá ổn đối với dòng chứng khoán. Và trong thị trường sideways chúng ta xác định là chúng ta mua giá đỏ và chúng ta bán xanh chứ đừng có làm ngược lại. Giống như em là ví dụ em mua tích cung đi lên đây thì canh bán đi, hoặc là về đây sao ạ? À? Về đây canh mua đi, lên trên đâu khoảng trên đây bán chứ đừng có làm ngược lại, lên đây này mua rồi về đây bắt đầu bán ra thì khả năng ngay bán ngay đây khá là cao.
sideways mà cổ phiếu không tăng không chỉnh mà tài khoản teo là do cái tâm lý và không xác định được thị trường ở hiện tại là thị trường sideways hay thị trường trở lại tăng. Thị trường hiện tại em xác định nó là thị trường sideways rồi chứ không phải là một cái thị trường gọi là downtrend nữa, thì em cứ tập trung vào và cổ phiếu, chọn cổ phiếu sau ở giá đỏ ta mua rồi xanh lên hoặc là phân mua mạnh ta bán nó sẽ hợp lý. Con vít tương tự thôi, đây mới nhịp giả, hai nhịp giả thì khả năng nó đạp thêm một nhịp nữa đi, đạp về May 50 thì canh vào mua để chờ được cái nhịp quay lại lắp gáp, hoặc khả năng ngày mai cũng sẽ kéo lại lại luôn chứ nó cũng sẽ không giảm nữa. Nhìn chung đối mã phiếu này canh mua được để cách đánh nhịp T cộng. Còn đối với em thì trong ngắn hạn nó vẫn chưa gì xấu, nó phải tạo tạo ra ba nhịp thì đó mới bắt đầu rơi. Ví dụ ở đây muốn rơi thì chị thấy hồi lên này bao nhiêu, một giả này, hai giả, nhịp số 3 này kéo lên FOMO vượt đỉnh trước này mới bắt đầu rơi thật. Đoạn này cũng tương tự như vậy thôi, mới bao đâu bao nhiêu nhịp đây, một hai nhịp thì chưa rơi đâu, nó phải còn nhịp kéo lên FOMO nữa. Nên lưu ý đánh cái nhịp FOMO này cũng khá là ổn ấy. Ví dụ như ngày mai anh đạp giá đỏ đi, nhà đầu tư mua vào đi, ví dụ giá 16 đi mua vào đi, lên đây cũng khoảng được 17% ấy chứ không ít đâu. HCM ấn tượng này, anh chỉ thấy volume lớn vẫn vượt đỉnh bình thường, hôm nay quay lại lắp gáp này có gì đâu xấu, nó vẫn test là cái trendline tăng trong ngắn hạn của nó. Ví dụ ngày mai anh đạp nhẹ giá khoảng 30 này canh vào đánh tích cộng, lên đâu khoảng giá khoảng 33 4 gì chúng ta bán. Đó em thì ở đây nó mới hai nhịp thôi, nó phải cần một nhịp số 3 nữa, lúc đó mới rơi đầu rơi luôn. Rồi tiếp tục dùng bất động sản đi, anh chị thấy BCG này nhìn chung vẫn ở trong trendline tăng trong ngắn hạn, đoạn này gặp lại cản thì cần cái quá trình sideways lại tìm, còn điểm mua thì chưa có, tại vì chưa xiết biên lại, ở đây nó phải cần xiết biên lại ít nhất khoảng từ 3 năm phiên nữa mới có điểm mua, chứ bây giờ chắc nó chưa hình thành cái điểm mua đẹp. Rồi tiếp tục như DG đi, trong ngắn hạn của nó vẫn trên đây tăng, ở đây nó đang hở cái gap này thì sẽ có xu hướng nó quay lại retest gap của nó, thì nó vẫn chưa lắp hết gap, thì khả năng ấy, ngày mai nếu mà nó đạt lắp hết gap thì sau cũng sẽ rút chân lên cùng dốc khoảng 25 26 gì đó có cái nắm giữ. Còn điểm mua mới thì đối với em phải cần cái biên tích lũy hơn, chứ với đối với em thì bây giờ nó chưa hình thành một biên tích lũy đủ để chúng ta tham gia. Nó cứ đánh giống đoạn nào anh chị, đánh giống đoạn này này, ví dụ như ở đây nhà đầu tư ấy mình thấy cái biên tích lũy và sideways nó đi ngang như thế này này đó, mà anh chị nhà đầu tư cứ vô đâu ạ, cứ lên đỉnh trên đây này cứ mua này, hàng về cứ bán này, lên mua hàng về cứ bán thì nó sẽ bị tiêu tài khoản hết, mà chúng ta phải làm ngược lại. Ví dụ ở đây nó chỉnh đi sờ canh mua, tại vì anh chị biết là khi nó vượt đỉnh nó sẽ có xuống quay về retest đỉnh cũng như quay lại retest gap, ở đây anh chị thấy quay lại retest gap xóa bật tăng đúng giờ, giống đoạn nào ví dụ đây này nó quay retest gap sau đó bật tăng, giống này này quay retest gap này sau đó bật tăng đó, rồi xuất hiện tiếp tục cái nhịp chỉnh để quay lại retest đáy đúng giờ, và khả năng ở đây này nó quay lại retest cái gap này này đó, rồi sau đó là tiếp tục nó bật tăng đó, bật tăng đây, rồi sau đó anh chị thấy này lại tiếp tục giảm nhịp nữa, rồi bắt đầu cân bằng và sideways phía sau thì sẽ bắt đầu đi lên luôn. Nó tương tự cái đoạn này thôi, nó là cái bản chất của nó biên độ sideways mà, cứ lên bên trên về bên dưới, lên bên trên về bên dưới, và ở đây mới hai nhịp thôi nó cũng sẽ chưa lên ngay đâu. Thì đó em thì khả năng nếu mà nó chỉnh thì có thể là canh những cái nhịp gọi là đỏ mạnh ta mua, và em giá khoảng là 24.5 là mua là đẹp nhất đó mà phía này, hoặc là lắp gáp là ta mua được rồi, chờ nhịp kéo lên lắp gáp giá khoảng là 28 hay 29 ta bán. Còn đó em thì mã phiếu này vẫn khá ổn trên lai trong trung hạn và dài hạn thì nó vẫn giữ trên lai tăng, chưa có gì quá xấu đâu mã phiếu này, nó đi lên gặp cản tích lũy trở lại là việc bình thường. Anh chị thấy đi trường xấu thì trường đau chen thì trường gãy chen, những mã phiếu này này nó sàn đầu tiên rồi nhưng anh chị thấy giảm một cái dàn sàn đâu, nên đó em thị trường ta vẫn ổn, nó về hỗ trợ là bị đỡ lên liền. Ví dụ ngày mai như vậy May 50 đi thì ông sẽ bật tăng lên thôi, cái biên xe quay của nó này nó đi như thế này này, cứ lên bên trên biển dưới đầu tư cứ thấy này, về bên dưới bắt đầu bán ra lại hồi lên lên trên rồi mua vào lại bắt đầu nó giảm xuống, anh chị thấy giống y chang này thôi. Nên đó em thì cỡ đoạn này canh mua chờ đợi cân bằng xe quay, chúng ta canh mua những cái nhịp hồi trong khoảng 22 23 chúng ta bán, tại vì trên đây còn cái gap nữa này nó sẽ chưa chết ngay đâu, đầu tư có cứ nắm giữ đó. Còn mua mới thì ngày mai ví dụ canh chỉnh đỏ đỏ chúng ta sẽ canh mua đâu giá khoảng là 18 gì đó, là bán thì lên đâu khoảng giá 21 22 chúng ta bán là hợp lý nhất trong cái biên xe quay. Chúng ta chỉ cần xác định là biên biên của nó biên xe quay thì chúng ta thể tham gia và chúng ta đánh T cộng trong biên xe quay. Ví dụ đây này nó vẫn là biên xe quay này, nó lên bên trên gì bên dưới bản chất của nó là như vậy, thì ví dụ như canh đỏ chúng ta mua, canh lên bên bên biên trên thì chúng ta bán và không làm ngược lại. Chứ đầu tư cứ sợ sợ đây cứ lên bên trên bắt đầu đu vào sao lại lại ngay đỉnh giai đoạn này thôi. Ví dụ ở đây đi xác định là nó vào trend rồi, ví dụ như lên đây sideways ở dưới đây không mua tích cung mua, lên đây canh bán không bán, lên đây mua thì hàng về lại lỗ, ở đây tiếp tục tích cung mua, lên đây mua hàng về lại lỗ, nó cứ lên biên trên viện dưới như thế, nhà đầu tư cứ sai mua trong biên đó thì tài khoản bị bào mòn khá nhanh, trong khi đó cổ phiếu không tăng không chỉnh. Rồi tiếp tục nhờ những cái mã cổ phiếu như con HDG đi cũng sideways thôi, nhìn chung nó cũng sideways thì hiện chung ấy, đi sơ lược qua dòng thì hầu như nó sẽ quay BDR như thế này này, bán hay không đó với em, nếu mua được điểm mua tốt ví dụ đây em cứ nắm này lên bên trên bán, chứ bây giờ mã phiếu này có gì đâu bán chị, nó về biên dưới kiểu gì cũng sẽ có những nhịp hồi hồi lên bên trên thôi, ví dụ về May 50 cũng sẽ hồi lên bên trên muốn bán lên bên trên bán cũng mua, thì về bên dưới dưới này này canh mua thì về hỗ trợ mà.
Cái bản chất của biên sale quay là như vậy, nhà đầu tư có cứ nắm giữ. Còn bây giờ đối với em thì mua mới canh chỉnh chỉnh đỏ đỏ mua lên bên trên bán tỷ cộng đến trong ngắn hạn thôi. Đây là cái biên sale quay của nó này. Đó, khả năng cái biên này là biên sale quay của nó. Còn Vinhome nhìn cũng khá ổn này, hôm nay cũng bị bán ngược lại vòng khá to này, gặp lại em ai bán là việc bình thường. Ở đây chỉnh chỉnh vài phiên cũng sẽ bắt đầu kéo lên giá khoảng lắp ráp vậy thôi, mà những mã phiếu này nó kéo lên sao thì chúng sẽ ổn ngay. Đánh giống đoạn nào? Đánh giống đoạn nào chỉ thế này, vai này, đầu này. Ở đây chỉ thế này cũng sẽ có nhịp rũ bỏ một cái này, sau đó kéo lên luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì sao nó phải cần rũ xuống cái? Tại vì chỉ thấy rũ xuống này để làm gì? Để test lại hỗ trợ. Cũng như tạo ra mô hình vai mới bật tăng được. Đoạn này cũng vai này, đầu này đây này đang rũ bỏ nhịp này. Ví dụ như về vùng giá khoảng là 40 này em sẽ tự động bật tăng. Nên có cứ nắm giữ và những mã phiếu này chỉ cần kéo lại thì chúng ta sẽ ổn ngay thôi. Nên thì chúng ta cũng đâu có gì đâu quá xấu. Anh chỉ thấy ngày xấu ngày đẹp tại vì bản chất của nó sẽ quay mà. Nên về đây khả năng sẽ bắt đầu bật tăng lên. Có cứ nắm giữ mua mới thì canh chỉnh dùng giá khoảng 40 mua này, canh đánh tới cộng lên giá khoảng 45 bán. Với hôm nay chị thấy cũng khá ổn này, nó đạp về hỗ trợ lại rút chân lên ngay, cũng đạo ra mô hình về đầu vai. Nhưng mà phía này hở gáp này cũng sẽ có xu hướng nó quay về lắp gáp trong tương lai, có thể lưu ý được đối với vít đến tay cộng được. Dầu khí thì hôm nay nó bị ảnh hưởng giá dầu với thị trường bán cũng khá mạnh thì cũng sẽ rơi khá là sâu. Và bản chất đoạn này nó hở gáp ở dưới đây quay lại lắp gáp này khá đẹp này, ở đây cũng hở cái gáp này nó quay lắp gáp bán thanh khoản cũng bé tí này, chủ nhà tư cá nhân thấy giá dầu giảm cũng bán theo, trên đây còn mở cái gấp up này nên nắm giữ được. Tại vì những gáp nó hở ra sẽ có xu hướng nó quay về lắp trong tương lai. Ví dụ ở đây nó hở gáp lên chỉ thấy đạp đạp đâu khoảng cho 3 phiên này, đạp cho cực kỳ sâu đi, sàn sàn gì nó cũng sẽ kéo lên lại thôi để lắp gáp của nó. Nên nó hở cái gáp gọi là cái gáp gì à, cái gáp đau này thì em khá yên tâm đối với dòng dầu khí, nắm giữ được. Kênh đỏ đỏ ông ta mua hoặc kênh chỉnh xong ta mua để chờ nhịp quay lắp gáp để xem những gáp này. Ví dụ gáp đau này anh chị thấy đi, nó đạp mạnh không? Không, cái này nó đạp hầu như sàn này, cái sáng hồi này, cái sau sàn sàn hai cây cũng lên lắp gáp lại thôi. Nên hở gáp đau thì em thấy khá an tâm đối với dòng dầu khí, nên cứ nắm giữ thêm. Ví dụ ở đây anh chị thấy hở cái gap down này cho nó sàn mấy cây, ví dụ ở đây anh chị thấy này nó rơi 3% này, khi sau tham chiếu này, khi sau nó rơi sàn này, anh chị thấy sai quay cũng lại lắp gáp thôi. Cái biên của nó sai quay thì cứ thấy là nó rơi canh mua lên lắp gáp ta bán, còn đoạn này bán hay không đối với em thì nắm giữ thêm. Bán thì em đánh giá chưa bán đâu. MVS nó cũng rơi hơi sâu thôi, hôm nay vol cũng hơi lớn, nó cũng đang retest và nó đang sai quay, có cứ nắm giữ. Còn đối với em thì mua mới thì chúng ta phải chờ đợi cân bằng một vài phiên. Rồi BR cũng tương tự như vậy thôi. Ở đây nó đang quay về lắp gáp này, ngày mai cho lắp hết cái gáp này đi rồi đi lên sẽ đẹp hơn. Tại vì trên đây còn cái gáp gì ở gáp down này 22 này thì trong trung hạn nó sẽ quay về lắp gáp 22. Tại gáp sinh ra sẽ xuống quay về lắp tương lai. Ví dụ như ở đâu ạ? À? Ví dụ như đoạn nào? Đến xem ví dụ như cái nào ạ? À? Giai đoạn này này, nó hở gáp này sẽ xu hướng như thế nào, nó quay về lắp tương lai này. Rồi ở đâu nữa ạ? À? Ví dụ như ở đây này, hở gáp này cũng sẽ quay về lắp trong tương lai này, quan trọng là mình có nắm để chờ lắp gáp được hay không thôi. Đây này, gáp đao này, nó cũng phải quay lắp trước khi nó chỉnh hay làm gì đó. Nên quan điểm của em thì nó phải lên lắp gáp đao, vùng giá 22 đến BR. Còn mấy phim hôm nay cũng phân tích khá nhiều về dòng dầu khí rồi, nó chỉ có quan điểm là hiện tại tích lũy và sai quay, nó rũ bỏ vài nhịp sau đó sẽ bắt đầu nó kéo. Nên trong BR có cấm giữ canh chỉnh đỏ vì lắp gáp này mua, chờ đợi nhịp kéo đến 22 hay bán. Còn đây đó em thì tổ chức còn chưa phân phối ra được hàng. Ví dụ đây đi, một biên tích lũy và sai quay, tổ chức họ gần vài trăm triệu cổ phiếu, lúc đó nó bắt đầu kéo đây, phân phối ra được hàng chưa? Làm sao phân phối được hàng lúc đó thì chứng xấu mà, phân phối cho ai mua? Chỉ có mà mua chứ ai mua khi mà kéo lên đây mà nó chưa đủ cái độ hưng phấn là bắt đầu này thấy chừng chung giảm, nhà đầu tư cá nhân cũng bán theo thì sao tổ chức họ bán? Nên đối với em ở đây khi tổ chức họ hấp thụ lượng hàng thì đây quá trình tích lũy, và tích lũy xong họ sẽ bắt đầu họ kéo. Thường thường một cái mã phiếu ấy khi nó rơi nó sẽ xuống, nó quay về test đỉnh, và con BR này thường thường sẽ giảm 23 đến 25% trong cái nhịp điều chỉnh nó, và sau đó sẽ tích lũy nó khoảng là ba đáy hướng lên thì sau đó sẽ vào nhịp kéo. Nên đó em thì từ đây đến đây và nhà đầu tư nào chấp nhận rồi thì có thể canh vào dần dần vừa vừa là được rồi, canh lên đâu khoảng là 22 bán 20 21 gì đó, em kỳ vọng là cái biên độ của nó như thế. Đánh giống đoạn nào? Đánh giống này này nó chỉnh nhịp khoảng 25% này. Đây nó kéo nhịp đâu khoảng bao nhiêu trăm, chỉnh nhịp đâu khoảng 22%, kéo nhịp 38%, chỉnh nhịp bao nhiêu trăm ạ? À? Từ đây đây này hai mấy trăm này, kéo nhịp bao nhiêu trăm, thường sẽ kéo nhịp khoảng ba mấy trăm đó. Nhiều tôi nằm chấp nhận rồi thì canh vào đánh cái nhịp T cộng đó, mà phía này lên 22 hoặc có thể hơn, nhịp đâu khoảng 30 ba mấy trăm gì đó đó. BR mà BR kéo BVD cũng kéo theo, hoặc là BVS cũng kéo theo, còn này ráng chịu nhiệt thêm nắm giữ được. Hiện tại do giá dầu giảm cũng sẽ có những yếu tố nó bị ảnh hưởng tâm lý trong ngắn hạn, những đây gì thấy có sự bán tháo đâu, vol của nó cứ bé dần mà. Khi nào vol nó lớn dần mới rủi ro. Ví dụ ở đây chị thấy nó có những yếu tố bán khá mạnh này, nhưng chị thấy này vol nó bé dần sao là yếu tố tích cực không phải rủi ro. Ở đây chị thấy này cũng yếu tố này bán không bán tháo này, nhưng vol nó bé dần này thì đó là yếu tố tích cực, nó vẫn có thể đi lên.
chứ đây nhà đầu tư nói ở đây vốn xấu rồi nó này kia kia nọ, nhưng thực chất ở trên đây nó hở gấp đau thì chúng ta đừng có lo, nó cũng sẽ quay về lắp tương lai thôi, chịu nhiệt vài phiên, có thể đánh thủng đây cũng được, họ đánh về đây luôn cũng được, nhưng mà total lại vẫn trên đây tăng thì cũng phải quay lại lắp gáp, thì muốn làm gì làm, thì đó em hiện tại quan điểm như vậy, còn bây giờ nắm giữ chờ đợi những nhịp chỉnh sau có thể mua được. Rồi đi thêm một vài mã cổ phiếu của dòng gì ạ? Dòng phân bón đi, DGC vẫn mạnh này. Thì dòng chỉnh nó không chỉnh để chứng tỏ nó mạnh rồi, nó vẫn sẽ quay trên đây. Nó có thể là quay lại retest cái phiên này này, phần khoảng lớn nó này, retest xong mà nó cân bằng lên sẽ điểm mua mới. Cầu tư có cứ nắm giữ. Ví dụ như ở đâu ạ? À? Ví dụ ở đây thì chị thấy đi, nó tạo ra một cái đáy trước thì sau nó sẽ quay lại test đáy thì sau đó mới bắt đầu bật tăng. Ở đây chị thấy đáy một này, lên này phải quay retest hai đáy này bắt đầu tăng tiếp này. Thì ở đây nó quay lại test đáy bình thường, còn đối với em thì chờ đợi điểm bạn có thể tham gia được. DCM nó cũng rũ bỏ này, vol cũng không lớn lắm này, nhìn chung đây có kính dẫn này, ví dụ ngày mai cân bằng sideways quay hướng lên ta sẽ điểm mua. Còn đây cũng đang tạo ra một VCU hẹp, đang xếp biên lại và nó đang thiếu một cái gọi là cái vol thấp lại, vol đây hơi lớn và cái hơi của nó hơi lỏng, thì chúng ta quan sát chờ đợi thêm. DM tương tự này, chờ đợi những nhịp cân bằng mới có điểm mua, còn bây giờ vol hơi lớn và biên của nó hơi lỏng. Dòng ngân hàng thì BID là cổ phiếu top 1 rồi, tại vì sao dòng chỉnh nó không chỉnh, nó lên lên gặp kỳ cản thì tích lũy trở lại bình thường, nhưng dòng chỉnh không chỉnh chứng tỏ mạnh thì dòng khi bật tăng khả năng sẽ có nhịp tăng nữa, nên tôi có cứng giữ và muốn mua mới thì ra này chắc rồi thì có thể vào và chờ đợi nhịp tăng nhẹ khoảng 44 45 gì đó chúng ta bán, tại vì khả năng lên đó sẽ bắt đầu tích lũy trở lại khiến gặp lại cản thôi, tại vì cần hấp thụ lượng cung vô tôi kịp hàng bán ra này, nhưng tôi đang có lại bán ra mới tiếp tục duy trì là tăng được. Còn một cái thị trường mà chúng ta thấy cổ phiếu như BID nó kéo thì chúng ta nó vẫn khá ổn chứ nó cũng không có xấu gì, nên nắm giữ được đối với mã phiếu BID, muốn mua mới thì vẫn có thể mua được, kỳ vọng cho lên giá khoảng 44 45 gì đó. ACB hôm nay giảm khá nhẹ nhàng thôi, trên like trong ngắn hạn vẫn trên like tăng, có thể chỉnh về đây vẫn được, nhìn chung nó vẫn trong trên like tăng trong ngắn hạn, có cứ nắm giữ để mua mới thì canh chỉnh để mua, muốn bán thì nó sẽ lên giá khả năng sẽ có nhịp lên giá khoảng 23 24 gì đó. CTG hôm nay tăng nhưng cuối phiên cũng bị đặt ngược lại khá là mạnh, vol cũng khá là lớn, kèm với cái biên của nó cũng hơi hơi gọi là hơi lớn thì sẽ cần tích lũy lại thêm. Điểm mua mới ở đó với em cũng chưa có này. Rồi tiếp tục mời ban đi, hôm nay cũng bị bán tương tự, khả năng sẽ có nhịp quay lại test đáy này, retest lại vùng hỗ trợ nó sẽ bật tăng lên này. Đó nhà tôi có kinh nghiệm giữ, còn điểm mua mới thì cứ chờ đợi nhịp retest cân bằng chúng ta tham gia, còn đây giờ nó đang đạp thì chúng ta sẽ chưa mua mới. Ví dụ khi nó đạp đi, khi nào ta mới mua, ví dụ khi nó đạp xuống đi. Phiên này đâu phải phiên mua mà chúng ta phải chờ gì? Chờ một cái đáy này. Rồi đáy số 2 này. Đó, rồi sau đó test cung ta mới mua này. Là điểm mua chuẩn. Và khi mua điểm này khi chỉnh lại chúng ta sẽ không bị vi phạm điểm gọi là chặn lại hoặc điểm stop loss, nên nắm giữ được. Nên quan điểm của em thì vẫn có thể nắm giữ được để MB banh. Còn mua mới thì phải chờ đợi nó cân bằng hướng lên mới là điểm mua. TB hôm nay cũng đạp khá là sâu, cũng đang quay lại retest đáy này, vốn cũng khá lớn này, cứ chờ đợi thêm thôi. Còn đang trong xuống giảm và giảm chưa biết giảm về đâu, chúng ta phải chờ đợi nó hướng lên tay mua. Ví dụ đây đi, khi nó giảm này, giảm đang giảm như này chúng ta sẽ mua. Giảm một nhịp, hai nhịp xong cân bằng hướng lên, ở đây test cung là điểm mua chuẩn, chứ đang giảm như chúng ta đâu biết đâu là đáy đâu, ví dụ anh chị mua đây này hàng về tới đây cắt lỗ sao, hay giờ nó rơi ở đây lỡ nó rơi thủng đáy thì sao, nên chúng ta phải chờ đợi cái sự hướng lên nó, ví dụ khi anh đạp cái nhịp số 2 ví dụ đạp ở đây nó phải có sự hướng lên cân bằng đây chúng ta mới mua, ví dụ ngày mai anh đạp về đây nó rút chân lên trở lại và cân bằng ở phía trên đây chúng ta mới mua, chứ đây đang đạp chúng ta sẽ chung mới chờ đợi thêm. Thì nhìn chung cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường, thì đối với em thị trường hiện tại nó đang là thị trường tích lũy và sideways, nó cứ lên bên trên về bên dưới thôi, nên đầu tư nào mình có kiếm giữ và canh chỉnh đỏ để tham gia và canh tăng để bán thì đó là chiến lược trong thời gian sắp tới. Cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe hộ kênh, anh chị còn thắc mắc gì có thể là comment những video để dân có thể hỗ trợ tư một cách nhiều hơn, và anh chị đầu tư nào muốn vào cái room khuyến nghị cũng như ấy là vào những cái room gì ạ, vào những cái room cộng đồng thì anh chị có thể là vào những cái phần mô tả, dưới phần mô tả nó sẽ có gì ạ, nó sẽ có cái phần để mình vào cái room cộng đồng ấy, thì nó sẽ nhận được những gì ạ, những cái sự tham khảo về cái nhận định thị trường của em vào buổi sáng và cũng như là buổi chiều xem thị trường có ổn hay không, thì chị vào cái link cộng đồng này thì sẽ được vào gì ạ, cái nhóm gọi là 68 này đó, để xem được cái nghiệm mua bán gì này đó. Còn nhà đầu tư nào muốn tham gia khóa học thì có thể là vào những cái room cộng đồng để tham gia khóa học hoàn toàn free thôi, để có thể là chia sẻ kiến thức cho đầu tư mình. Cảm ơn nhà đầu tư một lần nữa đã ủng hộ kênh.